Trương Mỹ Lan và câu chuyện về những món quà không giống ai, từ chiếc khăn đến hộp yến xào và những khoản tiền khổng lồ chuyển giao trong bóng tối. Hãy cùng lật mở từng trang đại án Vạn Thịnh Phát, khám phá sự thật phía sau những hành động được che đậy bởi vẻ ngoài tưởng chừng vô hại. Làm sao những vật phẩm tưởng chừng vô hại như vậy lại trở thành công cụ hữu hiệu trong trò chơi che đậy những sai phạm tại ngân hàng SCB. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thanh tra ngân hàng SCB, sự thật dưới lớp khăn quàng cổ và hộp yến xào. Trong đại án Vạn Thịnh Phát liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Cục 2, cơ quan công tố cáo buộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong quá trình giám sát và giám sát tăng cường ngân hàng SCB, các bị cáo đã báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của ngân hàng SCB với Ngân hàng Nhà nước, chỉnh sửa các báo cáo của Đoàn Thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đoàn Thanh tra đã báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của Ngân hàng SCB với Ngân hàng Nhà nước, báo cáo không đầy đủ các sai phạm tại Ngân hàng SCB, chỉnh sửa báo cáo giám sát theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB, không chỉ đạo thành lập Đoàn Thanh tra tại Ngân hàng SCB. Từ các sai phạm trên, các bị cáo đã để nhóm của Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB thực hiện hoạt động cho vay trái pháp luật. Hậu quả, tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng SCB mất thanh khoản hoàn toàn số tiền 677.286 tỷ đồng. Trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, các bị cáo đã nhiều lần nhận tiền qua biếu của Ngân hàng SCB để thực hiện những hành vi sai phạm, trong đó bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 2 Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra đã nhận 5,2 triệu USD để bao che bưng bít cho những sai phạm nghiêm trọng tại SCB. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã nhận 390.000 USD. Bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu phó Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, phó trưởng đoàn thanh tra nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng, một đồng hồ, một túi sách, một chiếc khăn. Các bị cáo Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tuấn Khoa nhận 100 triệu đồng, Vương Đỗ Anh Tuấn nhận 20.000 USD và hai chiếc áo, Trần Văn Tuấn nhận 6.000 USD và 40 triệu đồng. Lê Thanh Hà nhận 14.000 USD và 100 triệu đồng. Nguyễn Duy Phương chỉ thừa nhận đã nhận 1.000 USD và 20 triệu đồng, không thừa nhận đã nhận 5.000 USD. Nguyễn Văn Thùy đã nhận 21.000 USD và 60 triệu đồng, một áo sơ mi, một áo phông và một hộp yến. Trương Việt Hưng đã nhận 6.000 USD. Giữa và cuối tháng 3 năm 2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội lên phòng làm việc của Nhàn, trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, đưa cho cựu Cục trưởng Cục Thanh tra một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD. Sau khi nhận quà, Nhàn đã mang 200.000 USD về cất ở nhà. Tiếp đó, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018, đang trong giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD tới đưa cho Nhàn. Trong đó có một lần Nhàn nhận thùng xốp đựng 1 triệu USD và hai lần nhận thùng xốp đựng 2 triệu USD tại nhà riêng của Nhàn. Khi nhận, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì. Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan, cảm ơn Nhàn vì Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra. Kết luận nêu, nữ cựu Cục trưởng Cục Thanh tra khai thêm, khi nhận tiền, Nhàn cho vào thùng khác rồi cất trong phòng ngủ riêng tại chung cư và chưa sử dụng vào việc gì. Đến khoảng tháng 12 năm 2022, bà Nhàn đã mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà vợ chồng bà Nguyễn Thị Thành Thủy là họ hàng với nhà chồng bà Nhàn ở thành phố Nam Định. Số tiền còn lại, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai Đỗ Xuân Lộc gửi. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn khẳng định, những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền nêu trên. Cơ quan điều tra cho biết kết quả làm việc với Đỗ Xuân Lộc đã xác nhận việc Nhàn gửi nhờ cất thùng sắt trong tủ tại nhà riêng của ông, đồng thời đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng 3 triệu USD. Còn vợ chồng bà Nguyễn Thị Thành Thủy cũng thừa nhận từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, Đỗ Thị Nhàn đã hai lần mang tiền đến nhờ gửi tại nhà bà, một lần 1,4 triệu USD và một lần 1,2 triệu USD, mà hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền do Nhàn nhận từ SCB. Sau đó, vợ chồng bà Thủy mượn Nhàn 1,4 triệu USD để mua một mảnh đất và sử dụng gửi tiết kiệm, mở 10 thẻ tiết kiệm. Bà Thủy, ông Quang đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD,
10 thẻ tiết kiệm và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau đó còn nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can Đỗ Thị Nhàn. 10 yêu cầu của ngân hàng SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát. Ngày 28 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Theo đó, thêm 15 trên 86 bị cáo cùng bị hại SCB, 4 tổ chức có nghĩa vụ quyền lợi liên quan vụ án và các luật sư tiếp tục phần bào chữa trình bày ý kiến của mình. Hầu hết các bị cáo và luật sư đều không tranh luận về tội danh mà đề nghị xem xét thêm các tình tiết, hoàn cảnh, vai trò của các bị cáo trong quá trình phạm tội, là người làm công ăn lương chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Các bị cáo là các cựu cán bộ thanh tra, bao gồm Trương Việt Hưng, Võ Khánh Linh, Phan Tấn Trung, đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại vai trò của các bị cáo chỉ là các thành viên trong đoàn thanh tra, đề nghị xem xét nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh của các bị cáo khi thực hiện việc thanh tra và khi sự việc xảy ra các bị cáo cũng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ tiền qua đã nhận. Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại SCB trình bày, ngân hàng này không có ý kiến về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, đề nghị hội đồng xét xử xem xét các yêu cầu gồm 1. Chấp thuận con số thiệt hại của SCB tạm tính đến ngày 5 tháng 3 năm 2024 là 761.802 tỷ đồng, bao gồm gốc và lãi. Buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải có trách nhiệm liên đới khắc phục toàn bộ số tiền này cho SCB. 2. Chấp thuận giao cho SCB được toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý đối với 1.166 mã tài sản đảm bảo là vật chứng. Trong trường hợp cần thiết, SCB có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý. 3. Chấp thuận cho SCB được nhận lại toàn bộ các tài sản và các quyền tài sản đã bị cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi, kê biên, phong tỏa trong vụ án. Đối với khoản tiền nhận hối lộ, vì có nguồn gốc từ tiền của SCB bị chiếm đoạt, chứ không phải tài sản là sở hữu riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần phải trả lại cho SCB để khắc phục hậu quả vụ án. 4. Cho phép SCB thu hồi nợ đối với số tiền từ các tài khoản thanh toán và số tiền tiết kiệm của bị cáo Dương Tấn Trước, bị cáo Cao Việt Dũng, người khác đứng tên hộ và bàn giao để SCB xử lý các tài sản mà các bị cáo đã tự nguyện đề nghị khắc phục hậu quả của vụ án, giảm thiệt hại cho SCB. 5. Giao cho SCB được toàn quyền xử lý dự án 6A, chuyển nhượng, nhận tiền từ việc bán, cho thuê dự án nhằm mục đích khắc phục thiệt hại. 6. Giao cho SCB 65 tài sản liên quan, không bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào tại SCB, nhưng các tài sản này có liên quan đến dòng tiền giải ngân từ các khoản vay sai phạm tại SCB của nhóm công ty cá nhân trong hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên phải giao cho SCB khắc phục hậu quả vụ án. 7. Đề nghị giao tài sản là bất động sản 117 Pasteur cho SCB toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án. 8. Chấp nhận cho SCB được quyền nhận lại các dự án mà SCB đã cấp vốn tín dụng đầu tư. 9. Đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xác minh các tài sản của những tổ chức cá nhân có liên quan khác, có nguồn gốc hoặc liên quan đến 1.284 khoản vay của SCB. 10. Yêu cầu công ty Âu Lạc và Hạ Long thực hiện đúng nghĩa vụ của bên thế chấp theo đúng quy định của pháp luật. Làm rõ tài sản bị cáo Trương Mỹ Lan dùng khắc phục hậu quả. Để khắc phục hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB trong vụ án, bị cáo Lan đề nghị bán nhiều tài sản. Bị cáo đề nghị bán khách sạn Đại U Hà Nội. Theo lời bị cáo, gia đình bà có 93,6% cổ phần ở khách sạn này. Cạnh đó, bị cáo Lan nói bị cáo đã ủy quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn bán dự án Capital Place, Liễu Giai Hà Nội với giá 1 tỷ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Lan, dự án này đang thế chấp cho 4 ngân hàng nước ngoài vay 230 triệu USD. Đối với lời khai này, hội đồng xét xử cho biết trên thực tế, tòa nhà Capital Place, Liễu Giai đang được trả giá 360 triệu USD, chứ không phải 1 tỷ USD như bị cáo mong muốn. Bị cáo Lan còn khai, trước đây bị cáo từng dùng 920 tỷ đồng tiền cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Theo bị cáo, hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỷ đồng. Bị cáo muốn bán số này để khắc phục hậu quả vụ án. Đối với số cổ phần này, hội đồng xét xử xác nhận con gái bị cáo cho biết hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỷ đồng như thời điểm mua vào. Hội đồng xét xử cũng cho biết con gái bị cáo có đề nghị được bán nhà máy sản xuất vaccine thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Lan đồng ý,
Tuy nhiên, trong số các bất động sản sở hữu, bị cáo Lan xin được giữ không kê biên căn biệt thự nằm tại số 112 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời bị cáo, đây là căn biệt thự do gia đình bị cáo mua với giá 700 tỷ đồng. Sau đó, gia đình bị cáo cho trùng tu, sửa chữa suốt 5 năm. Đến nay vẫn còn dang dở. Bị cáo Lan nói đây là biệt thự cổ cần được bảo tồn nên xin để cho con gái bị cáo tiếp tục thực hiện việc trùng tu. Trước đó được xác định là bị hại trong vụ án, đại diện ngân hàng SCB đã có một số kiến nghị về số tiền thiệt hại cũng như kiến nghị về tài sản. Ngân hàng SCB cho biết hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng tính đến ngày 5 tháng 3 năm 2024 là hơn 762.000 tỷ đồng, chứ không phải hơn 498.000 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Ngân hàng SCB cho rằng vật chứng của vụ án là 1.166 tài sản. Về số tài sản này, SCB mong muốn tòa tuyên giao cho SCB toàn quyền tiếp quản, xử lý. Đối với những tài sản được xác định là vật chứng của vụ án có nguồn gốc sở hữu của SCB, thì ngân hàng đề nghị hội đồng xét xử tuyên giao cho SCB xử lý. SCB đề nghị kê biên tài sản của các bị cáo trong vụ án cũng như những tổ chức cá nhân liên quan. Đề nghị kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan, tài sản của các cá nhân và công ty hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. SCB yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các công ty thẩm định giá do nâng khống giá trị tài sản, ghi lùi ngày chứng thư gây thiệt hại cho SCB. Với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết qua vụ án này đã rút ra nhiều kinh nghiệm về cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến các tổ chức tín dụng, cũng như cần có sự kết nối trong công tác thanh tra, nâng cao trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, thành viên đoàn thanh tra. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng cần tăng cường phối hợp với các bộ ngành để tra soát các doanh nghiệp, phối hợp với công an khi phát hiện các hồ sơ có vấn đề, tăng cường trách nhiệm của bộ phận kiểm soát, nâng cao năng lực của ban kiểm soát. Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB nói về mật hiệu HSTT. Trong phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, khai dù trên sổ sách bị cáo Trương Mỹ Lan có 4,9% cổ phần Ngân hàng SCB, nhưng trong quá trình làm việc với ngân hàng, bị cáo phỏng đoán bà Lan nắm toàn bộ cổ phần của ngân hàng. Bị cáo Dũng khai nhận làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tín Nghĩa từ tháng 5 năm 2009. Sau khi hợp nhất Ngân hàng SCB, Dũng tiếp tục làm việc tại đây với nhiều vị trí, chức vụ. Đầu năm 2019, bị cáo là Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm phụ trách khối doanh nghiệp. Bị cáo được Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, giới thiệu là người hiền lành, không quậy phá, nên bà Trương Mỹ Lan đồng ý để Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ tháng 12 năm 2020. Bị cáo Dũng khai biết rõ khoản vay nào là khoản vay của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các khoản vay của bà Lan, Dũng chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền ngân hàng SCB theo chỉ đạo của bà Lan. Thực tế, các đơn vị tại ngân hàng SCB không thực hiện việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM hỏi bị cáo Dũng cách thức phân biệt các khoản vay bình thường với khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dũng khẳng định hồ sơ vay vốn của bị cáo Lan và Vạn Thịnh Phát khác với hồ sơ vay vốn thông thường. Việc phân biệt dựa vào ký hiệu HSTT, hội sở tiếp thị được ghi trên các hồ sơ. Bây giờ bị cáo đứng đây mới thấy một phần lỗi của mình vì tin tưởng chị Lan một cách mù quáng. Cứ nghĩ chị Lan là người kinh doanh rất giỏi, bị cáo Dũng ăn năn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ ngày 10 tháng 4 năm 2013 đến ngày 4 tháng 12 năm 2020, với các vai trò quản lý khác nhau, bị cáo Dũng đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 187.607 tỷ đồng. Từ ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bị cáo đã giúp sức bị cáo Lan chiếm đoạt 104.259 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số nợ lãi phát sinh 26.331 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, để làm rõ về quyền chi phối của bị cáo Trương Mỹ Lan tại SCB. Kiểm sát viên hỏi ai là người quyết định cho bị cáo giữ chức vụ Tổng Giám đốc SCB. Bị cáo Văn trả lời, vào tháng 7 năm 2013, bị cáo được Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, tuyển dụng vào làm việc với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Sau đó, bị cáo không rõ, bà Sương cũng như một số nhân sự lãnh đạo khác của ngân hàng báo cáo với bà Trương Mỹ Lan nội dung gì, nhưng có sắp xếp bị cáo gặp mặt.
Tại đó, bị cáo được giới thiệu bà Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của SCB. Sau đó, bà Lan nhiều lần gọi điện thuyết phục bị cáo giữ chức tổng giám đốc. Bà Lan nói với bị cáo không chịu làm để người khác ngồi lên đầu lên cổ à. Bị cáo Văn cho rằng có ý kiến của bà Lan, bị cáo mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc SCB. Sau đó, mỗi tháng, bà Lan lại gọi cho bị cáo một đến hai lần nói bâng quơ về việc cần một khoản tiền, bị cáo Văn kể. Bị cáo Văn thừa nhận sau những cuộc gọi đó, bị cáo hiểu là phải thực hiện ký khống hồ sơ cho bị cáo Lan vay tiền, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ ngày 18 tháng 11 năm 2013 đến ngày 11 tháng 12 năm 2017. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã ký hồ sơ cho vay khống và giải ngân để bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng trái mục đích phương án vay vốn gây thiệt hại cho SCB hơn 60.502 tỷ đồng từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020. Bị cáo đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 101.247 tỷ đồng. Vì sao chỉ mình Trương Mỹ Lan được vay tiền của SCB? Tiếp tục phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, bị xét hỏi đầu tiên. Bị cáo Văn khai vì điều kiện gia đình khi đang làm việc tại Hà Nội, bị cáo chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và được bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB tin tưởng, đưa về làm phó giám đốc ngân hàng SCB từ tháng 7 năm 2013. Tháng 12 năm 2013, sau khi Lê Khánh Hiền nghỉ việc, bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý cho Võ Tấn Hoàng Văn làm tổng giám đốc ngân hàng SCB, thành viên hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở. Đến tháng 7 năm 2020 thì nghỉ việc. Giai đoạn từ ngày 18 tháng 11 năm 2013 đến ngày 11 tháng 12 năm 2017, bị cáo Văn đã ký hồ sơ cho vay khống và giải ngân 290 khoản vay của 228 khách hàng để bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng trái mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 60.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020, bị cáo Văn ký hồ sơ cho vay khống và giải ngân đối với 348 khoản vay của 175 khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 192.400 tỷ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 101.200 tỷ đồng. Chủ tọa hỏi vì sao ngân hàng SCB huy động tiền hơn 511.000 tỷ đồng nhưng hầu hết chỉ cho bà Trương Mỹ Lan vay, còn lại 10% mới cho người khác vay. Bị cáo có thấy ngân hàng trở thành công cụ của bà Trương Mỹ Lan không? Bị cáo Văn khai, thời điểm đó, bị cáo rất tin tưởng tài năng của bà Trương Mỹ Lan sẽ giúp ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn tái cơ cấu sau khi sáp nhập ba ngân hàng. Bị cáo nói thời điểm này, ngân hàng SCB gặp nhiều khó khăn do phải tự tái cơ cấu, cần một điểm tựa để phát triển. Chính niềm tin đó nên khi thấy các khoản vay của bà Lan, bị cáo tin tưởng sẽ có hiệu quả để bà Lan giúp ngân hàng vượt qua giai đoạn tái cơ cấu. Bị cáo tin tưởng vào sự điều hành của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Văn trả lời. Cũng theo bị cáo Văn, có hai căn cứ khiến bị cáo tin tưởng bà Trương Mỹ Lan. Cách bà Lan đối xử với lãnh đạo, cấp dưới của ngân hàng SCB qua các thời kỳ và nhìn vào khối tài sản, chiến lược phát triển dài hơi của bà Lan. Xin hội đồng xét xử xem xét bị cáo chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi. Vì vậy, trách nhiệm bồi thường phải thuộc về bị cáo Trương Mỹ Lan, chứ không thể là người làm thuê như bị cáo Văn nói. Liên quan đến hành vi đưa 5,2 triệu USD tiền hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, thời điểm này làm trưởng đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị cáo khai đã 3 lần gửi các thùng trái cây được dán bằng keo kín cho bị cáo Nhàn theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng, sau đó mới biết là chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Với câu hỏi, bị cáo có làm gì để đối phó với đoàn thanh tra không? Bị cáo Văn khai, thời điểm đó bị cáo không biết vì sao ngân hàng SCB có đoàn thanh tra liên ngành đến làm việc. Bị cáo hỏi những người khác thì được thông tin đoàn thanh tra có thiện chí hỗ trợ ngân hàng SCB, xác định đúng đắn hơn quá trình tái cơ cấu. Những lần đưa trái cây đến cho bị cáo Nhàn, bị cáo chỉ nghĩ đây là mối quan hệ riêng của lãnh đạo ngân hàng. Giật mình với số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB. Tại phần luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan thực hành quyền công tố đã xác định lại số tiền mà bị cáo này chiếm đoạt của SCB. Viện kiểm sát cho rằng, với mục đích chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan đã can thiệp, chi phối, chỉ đạo hàng loạt lãnh đạo, cán bộ SCB, lãnh đạo chủ chốt ở các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, các công ty ma, từ đó thực hiện hành vi trái pháp luật. Thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022,
bị cáo Lan đã chiếm đoạt số tiền 677.286 tỷ đồng của SCB. Trước đó, cáo trạng xác định hơn 304.000 tỷ đồng. Đây là số tiền đặc biệt lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội, không hề ăn năn mà còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và nhiều người khác ở SCB. Viện Kiểm sát cũng nhận định hành vi phạm tội của bị cáo này gây dư luận xấu trong xã hội cũng như dư luận quốc tế về kiểm soát, điều hành kinh tế, chính sách tiền tệ của Việt Nam. Cần loại bị cáo khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa hành vi phạm tội tương tự. Theo Viện Kiểm sát, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, 80 bị cáo khác đều ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo tích cực phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ bản chất vụ án nên được đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt nhằm thể hiện sự ghi nhận đối với việc hợp tác tích cực của họ. Nhiều bị cáo không có vai trò quyết định phạm tội trong tình thế giúp việc cho người nắm quyền thực tế tại SCB. Nếu không làm sẽ bị cho nghỉ hoặc sẽ bị chuyển qua làm việc khác nên phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhiều bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải. Một số bị cáo là nhân sự tại SCB, Vạn Thịnh Phát, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức, không được hưởng lợi từ số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Đối với nhiều bị cáo từng làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, khi phát hiện sai phạm tại SCB, đã có kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý nhưng không có quyền quyết định, không bảo lưu được quyết định của mình. Viện Kiểm sát cũng đề nghị xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Đối với Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhận định bị cáo này trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xây dựng báo cáo không trung thực về thực trạng tài chính rất xấu của SCB. Vì mục đích vụ lợi cá nhân, bị cáo Nhàn đã 4 lần nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan tổng số tiền 5,2 triệu USD thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, để bao che bưng bít sai phạm tại SCB. Nhờ vậy, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm minh, cách ly bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, đồng thời cảnh tỉnh đối với các cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trong các tổ chức xã hội. Đối với 5 bị cáo bỏ trốn, tại tòa họ đã có luật sư chỉ định thực hiện bào chữa. Căn cứ hồ sơ vụ án, xét hỏi tại tòa, đủ căn cứ xác định hành vi của 5 bị cáo như cáo trạng truy tố và cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. Cũng theo nội dung luận tội, các bị cáo trong vụ án đều là người có trình độ học thức, đầy đủ năng lực để nhận thức điều gì không phù hợp, điều gì trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, chỉ vì tư lợi, động cơ cá nhân, họ đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo xâm phạm quy định về quản lý kinh tế, gây thất thoát, thiệt hại tài sản lớn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, gây ảnh hưởng xấu và giảm uy tín của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý kinh tế, gây bất bình, tạo dư luận xấu trong xã hội. Vì thế, xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe, giáo dục. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.